Ở đời có bốn việc buộc phải độc ác. Kính chào quý vị khán giả thân thương của kênh Hãy Sống Khác. Quý vị thân mến, người xưa có câu người không ác thì đứng không vững, thà là một người tàn nhẫn, có trách nhiệm với cuộc sống của chính mình còn hơn là thiếu quyết đoán, suốt ngày chỉ lo được mất. Người trung niên phải nhớ, từ tuổi 40 không ác lên một chút thì nửa đời sau rất long đong khổ sở. Sau đây là bốn điều chúng ta buộc phải ác độc mới có cuộc sống bình yên. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón xem nhé. 1. Ác với quá khứ. Cô Mẫn năm nay 57 tuổi, vào dịp Tết Nguyên đán vừa rồi, cô thực hiện một bộ sưu tập bao gồm 57 cảnh bình minh được ghi lại trên đường đi để kỷ niệm cuộc sống mới của mình. Cô Mẫn là một bà nội trợ bình thường suốt nửa đời. Suốt nửa cuộc đời, cô cống hiến hết mình cho gia đình, sống một cuộc đời không khiến cô cảm thấy hạnh phúc. Nếu hôn nhân là cuộc đời thứ hai của phụ nữ, thì cô Mẫn thực sự không phải là người may mắn. Cô là một người hiền lành, dễ chịu, nhưng chồng cô lại là người rất kén chọn, hay ném đồ đạc, thậm chí đánh người khi nóng giận. Cô Mẫn cho biết, từ khi lấy chồng sinh con, nuôi con khôn lớn, đến việc con gái lấy chồng sinh con, cuối cùng cô cảm thấy nhiệm vụ của mình đã hoàn thành. Sau 30 năm dành trọn cho gia đình, cô Mẫn quyết định thoát khỏi cuộc sống hôn nhân, không còn tình yêu và bắt đầu chuyến du lịch tự lái với một chiếc xe và một chiếc lều. Sau khi rời khỏi nhà, cô Mẫn cảm thấy thoải mái và tự tại hơn bao giờ hết. Cô đã đi du lịch hầu hết các địa phương của cả nước với đồng lương hưu ít ỏi của mình, không có phương hướng hay ngày trở về chính xác. Suy nghĩ lớn nhất trong lòng cô là tôi muốn sống cho chính mình một lần nữa. Với cô Mẫn, chỉ cần mặt trời mọc là sẽ có hy vọng. Đúng vậy, cuộc đời của một người chỉ có hơn 30.000 ngày. Ngày hôm nay của mỗi người đều là ngày trẻ trung nhất trong cuộc đời của họ. Dù tốt hay xấu, nó sẽ không bao giờ quay trở lại. Một nhà văn nước ngoài có một câu nói rất hay như sau. Một người nếu cứ ở trong lịch sử của chính mình mà không tiến lên thì đó là điều vô cùng đáng buồn. Tuổi trung niên giống như một ngã rẽ của cuộc đời, là quá khứ không thể quay lại, là tương lai không thể nhìn thấy. Nếu bạn luôn nhớ những điều nên quên và không quên được quá khứ, bạn sẽ không bao giờ có thể giải được câu đố của cuộc đời. Hãy trút bỏ quá khứ, nhẹ nhàng tiến về phía trước, tương lai có vậy mới đáng để mong chờ. Thứ hai, ác với các mối quan hệ không đáng. Trong một hội sách, chị Phương, một độc giả yêu sách, đã kể về mối quan hệ 10 năm của chị với một người bạn của mình, nhưng sau cùng hai người vẫn cắt đứt liên lạc. Vì là bạn bè thân thiết nhiều năm, người bạn ấy thường xuyên nhờ vả chị, bất kể chuyện lớn nhỏ. Tớ còn chưa tập yoga xong, cậu đi đón con giúp tớ nhé. Tiếng Anh của cậu tốt, cuối tuần qua hướng dẫn con tớ học bài một tí nhé. Nhà của cháu trai tớ đang sửa sang lại, nhờ ông xã cậu vẽ giúp bản thiết kế được không? Tuần tới nghỉ lễ, tớ đi du lịch vài ngày, nhờ cậu trông con hộ nhé. Rõ ràng là có rất nhiều việc cô bạn có thể tự làm, nhưng cứ hở ra là nhờ chị Phương giúp, còn bản thân chị Phương lại không cách nào nói ra được từ không. Điều khó chịu nhất đối với chị Phương là cô bạn luôn coi chị như cái thùng rác để trút, thường xuyên phàn nàn với chị Phương về cuộc sống không như ý của cô ấy. Chị Phương nhận ra rằng theo thời gian bản thân chị cũng đã trở nên không hạnh phúc. Dần dần giữa chị và người bạn đó chỉ còn là thôi, dù sao cũng là bạn đã nhiều năm, cố được tới đâu hay tới đó. Chị dần dần học cách nói không, nhưng lại bị bạn trách móc là không có lương tâm và phản bội lòng tin của cô. Ngay từ lúc đó, chị Phương đã biết mối quan hệ này nên dừng lại. Chị Phương nói, thực sự bất đắc dĩ khi phải chấm dứt mối quan hệ sau hơn 10 năm, nhưng tôi không hối hận về quyết định này. Tôi khâm phục sự dũng cảm của chị Phương vì khi đến tuổi trung niên, nhiều người không muốn nói từ bỏ một mối quan hệ, ngay cả khi đối phương đã vắt kiệt sức lực của chúng ta. Không có ai là một cô đảo. Tất cả mọi người trên thế giới này không thể tránh khỏi việc giao tiếp với người khác.
Nếu nửa đầu cuộc đời bạn đang bận rộn dệt nên một mạng lưới quan hệ giữa người với người, thì trong cuộc đời sau tuổi 40, bạn nên học cách tháo gỡ dần mạng lưới phức tạp này. Trong cuốn Courage to be Deadline, khán giả đã viết như thế này: một người nếu muốn đạt được tự do thực sự, trước hết phải học cách thoát khỏi những mối quan hệ chất lượng thấp. Đúng vậy, bất kỳ vòng kết nối nào khiến bạn cảm thấy không thoải mái hay các mối quan hệ đang khiến bạn kiệt quệ đều nên được cắt bỏ kịp thời. Trong nửa sau của cuộc đời, hãy ở bên những người mà bạn cảm thấy thoải mái nhất. Thứ ba, ác với những người xấu xa. Trên mạng có một câu hỏi như thế này: khoảng cách giữa người với người được kéo giãn ra như thế nào? Có một câu trả lời nhận được rất nhiều lượt tán đồng rằng: một ngày nào đó tôi sẽ trưởng thành, còn bạn thì vẫn mãi chỉ sống cho qua ngày. Nhân vật Meng Xiaojun trong bộ phim American Dream in China trong lần đầu tiên đến Hoa Kỳ đã làm công việc rửa bát trong nhà hàng. Một nhân viên cũ trong nhà hàng luôn bắt nạt anh và trừ tiền boa mà khách hàng đã cho anh. Một bà lão thấy vậy liền lén tip cho anh tiền boa, nhưng anh không dám nhận. Bà lão động viên anh: cậu sẽ còn đi xa, còn cô ta cả đời này đều chỉ có thể ở đây. Vài năm sau, Meng Xiaojun đến Hoa Kỳ lần thứ hai vì công ty mà anh thành lập cùng với những người bạn của mình đã được niêm yết tại Hoa Kỳ. Anh đưa một vài người bạn quay trở lại nhà hàng nơi anh từng làm việc trước đây. Xung quanh chúng ta luôn có những người như vậy, họ không thể sống cho tốt cuộc đời của mình và cũng chẳng thể nhìn thấy điều tốt đẹp của người khác. Vì vậy, hoặc là họ tự tìm rắc rối cho mình, hoặc là họ tìm rắc rối cho người khác. Đối với loại người này, trái tim bạn phải cứng rắn hơn một chút, nhẫn tâm hơn một chút, nhất định phải giữ khoảng cách. Có một câu chuyện nhỏ như thế này: hai người nọ gặp nhau trên một cây cầu hẹp. Tôi không bao giờ nhường đường cho một con chó, một người ngạo mạn nói. Người còn lại cười đáp lại và nói: tôi thì hoàn toàn ngược lại. Đây không phải là hèn nhát, mà là sớm đã hiểu được rằng không tranh cãi không phải là hèn nhát, mà là một loại trí tuệ. Giống như Lincoln từng nói, thay vì tranh cãi với con chó và bị nó cắn, hãy để nó đi trước. Nếu không, ngay cả khi bạn đánh nó, vết sẹo bị cắn của bạn cũng sẽ chẳng thể lành. Việc vướng vào những người không đáng sẽ chỉ ảnh hưởng tới tâm trạng và lãng phí thời gian của bạn. Có một câu nói hay rằng: muốn thành cây lớn thì đừng tranh với cỏ, tướng có gươm thì chẳng giết kiến ruồi. Đối với những người xấu và những điều xấu xa, tránh xa là đòn phản công tàn nhẫn nhất để chống lại họ, và nó còn mạnh hơn so với việc tính toán tức giận. Thứ tư, ác với bản thân một chút. Tuổi trung niên không dễ dàng, trên có già, dưới có trẻ, chúng ta bận rộn lo lắng cho mọi người mà đôi khi quên mất chính mình. Những việc vặt vãnh hàng ngày có thể dễ dàng giết chết sự nhiệt tình tiến lên phía trước, và trong vô thức, cơ thể xuống cấp, mặt mày hốc hác. Tuy nhiên, có một loại người, càng như vậy họ càng nhẫn tâm với chính mình hơn. Ở tuổi 36, dù đã có một sự nghiệp thành công, Lý Tiểu Ý, nhà văn nổi tiếng tại Trung Quốc, vẫn không quên ước mơ, văn chương và bắt đầu viết văn. Ở tuổi 37, cô trở thành quán quân sách bán chạy nhất năm và nhận được hàng triệu đô la Mỹ tiền bản quyền. 38 tuổi, cô thành lập công ty của riêng mình. 41 tuổi, cô trở thành nhà sản xuất và người dẫn chương trình. Cư dân mạng tò mò làm cách nào mà cô không những có thể hoàn thành công cuộc thay đổi sắc vóc trong thời gian ngắn mà còn đạt được thành tích khủng như vậy. Theo cách nói của cô, câu trả lời là những người có vẻ ngoài xinh đẹp, sống một cuộc sống viên mãn, nghiêm túc làm việc, có suy nghĩ cầu tiến đều là những người rất giỏi vai ác. Chính vì ác với bản thân, mỗi ngày cô duy trì việc dậy lúc 4 giờ 45 phút mỗi sáng để viết 2.500 từ. Cô nghỉ ngơi lúc 10 giờ mỗi tối, cô cũng thích tận dụng những khoảng thời gian rảnh rỗi để đọc nhiều, để cải thiện bản thân. Ở tuổi 43, cô tập nhảy ra trong 4 giờ mỗi chủ nhật, từ 8 giờ sáng đến 12 giờ. Cô ấy xinh đẹp và yêu cái đẹp, cô chưa bao giờ buông thả bản thân trong một giây phút nào, và cô luôn đối mặt với thế giới với một sự nhiệt huyết và tràn đầy năng lượng. Những người đủ tàn nhẫn với bản thân luôn đặc biệt chói sáng và càng dễ dàng nhận được sự ưu ái của số phận.
Một MC nổi tiếng nói rằng khi đã ngoài 40, anh càng muốn làm việc chăm chỉ hơn nữa để phát huy hết khả năng của mình, để sau này khi nhìn lại cuộc đời, anh sẽ không phải hối hận quá nhiều. Những người ở độ tuổi trung niên là những người đã trải qua những thử thách và gian nan của cuộc sống, những người đang chiến đấu hết lần này đến lần khác với chính mình. Khi cuộc đời ở nửa bên kia còn dốc, sự nghiệp và gia đình là thử thách, sức lực và thời gian của mỗi người đều có hạn. Rất nhiều khi bạn sống không tốt là vì bạn không đủ cứng rắn với bản thân. Nếu bạn muốn khỏe mạnh, đừng nằm ườn mỗi ngày. Nếu bạn muốn trở nên xinh đẹp, đừng ăn quá nhiều. Nếu bạn muốn có một cuộc sống tốt hơn trong phần đời còn lại của mình, đừng sống kiểu cho qua ngày. Rắn với bản thân một chút, nghiêm khắc với bản thân một chút, cố gắng thay đổi những điều bạn còn muốn cải thiện và sống nửa đời sau mà không hối tiếc.